về đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên. Có thể thấy về mặt cấu trúc thì tương tự như 2 năm trở lại đây, với 10 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm và có 6 câu đại số, 4 câu hình học. Nội dung của đề thi thì quét qua đầy đủ các kiến thức gồm căn bậc 2, phần hàm số, phần phương trình bậc 2, giải toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình. Phần hình học thì có hệ thức lượng trong tam giác và đường tròn. Với những cái nội dung như thế này thì tương tự như 2 năm trở lại đây, chỉ khác đi một chút, đó là thay vì những cái bài toán tính toán liên quan bậc 2 thì đó là một bài toán về xác định của biểu thức của chứa căn, còn thay vào một bài tương giao của hàm bậc 2 thì đó là một bài về phần phương trình bậc 2. Với một cái đề thi khá dễ như thế này thì tôi nghĩ rằng là các em rất dễ làm, để đạt được điểm 9 thì không phải là một việc quá khó. Tuy nhiên, nếu mà xét trên một cái mặt bằng chung cho tất cả học sinh thì có lẽ là phổ điểm sẽ tập trung vào cỡ khoảng 7 hoặc là dưới 8. Và để có thể làm tốt những cái đề thi trong năm tới thì tôi khuyên các em, mà năm tới các em sẽ thi tuyển sinh vào lớp 10 đó, thì các em hãy học thật kỹ chương trình ở trên lớp, học kỹ và làm kỹ những bài tập trong sách giáo khoa. Cũng không nên là bỏ đi những cái phần mà không xuất hiện trong đề thi trong khoảng 3 năm trở lại đây, đó là phần định lý VS và phần hình học không gian, bởi vì hoàn toàn có thể trong năm tới khi các em được học trực tiếp đầy đủ cả năm học thì năm tới có thể đề thi sẽ đề cập đến những phần đó.